Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay cho Tony trở lại là một cái video nói về các một, một hai điều mà Tony muốn nói. Cái điều mà thứ nhất mà Tony sẽ nói thì trong mấy hôm nay Tony thấy ở trên cộng đồng mạng có vài hai ba người với lệ ai đó đó phải không? Họ cứ lên đây mà cứ nhắc về cái tiền của tiền của Tina mà Mạnh Thường Quân đã gửi cho Hằng Kali đó Thì Tony cũng thấy là Hằng Kali đã giải thích nhiều lần lắm rồi Rồi người anh của cái người Tina này nó cũng lên là cũng đã giải thích nó rõ ràng như vậy rồi Mà Tony cũng không biết được cái câu chuyện gì mà vòng vòng ở đây Mà họ mấy người này cứ lên đây có hỏi về cái vụ mà cái tiền của Tina Và một cái người Hằng Kali này nè thì thôi nếu muốn hỏi được ông cộng đồng mạng này nè phải không mấy người mà đang hỏi bây giờ cái số tiền của Tina đó đã đang ở đâu đại khái cái gì đó đó mấy người này phải có một người nào là người mạnh thường quân không nha? Xin mấy người đó trả lời dùm họ có phải là một người mạnh thường quân cái gì đó hay không? Thôi tôi chứ muốn biết thôi, chứ tôi không dám nói phải không? Nhưng mà họ lên đây họ cứ kêu réo hoài về cái số tiền của cô Tin đã ở đâu rồi đó. Thì trong đó có một người, một nhân vật trong đó nữa là thằng Andy SCN trong đó nữa thì nếu mà họ lên họ cứ kêu ríu và dụ cái tiền bạc của mạnh thường quân mà họ đã gom góp về cho ai đó, đó phải không mà họ nói là họ không có rõ ràng gì đại khái nó như vậy đó thì một chút nữa thôi sẽ đưa cho cộng đồng mạng thấy được cái thời gian mà NDSCN mà nó gom góp cho mà nó giúp đỡ anh Lộc đó. nó có nó có mở cái pháp lý chân lý hay cái gì đó đó mà cộng đồng mạng cũng biết được trong cái thời gian đó là cái số tiền đó đáng lẽ là để giúp cho anh Lộc hay là giúp cái gì đó đó phải không thì trong đó cái vụ của thôn đi là thôn đi không hỏi đến nữa rồi nhưng mà trong đó còn năm sáu người nữa mà Mạnh Thường Quân mà đã gửi cho tiền cho Andy SCN đó. Thì hôm nay Tony sẽ cho cộng đồng mạng thấy được cái, cái, receipt mà họ gửi cho thằng Andy SCN. Thì họ đã giao cho Tony qua cái receipt hết rồi. Họ, actually họ kêu Tony là hỏi dùm thằng Andy SCN này là cái tiền đó đó. Andy SCN nó đã làm cái gì rồi. Thì họ đã gửi cho Tony hồi chắc cũng tháng 12 rồi mà thôn cũng chưa có hỏi tại vì thôn lúc đó thôn còn đang hỏi về cái vụ cái tiền mà 200 của thôn thì thôn đã gửi cho thằng SCN đó. trong đó nó đã nói là trong đó cho anh lộc hay là cho cái pháp lý SCN. mà qua đến mấy tháng nay rồi bây giờ thôn có câu trả lời thì câu trả lời của nó nó không đúng những gì mà nó nói trong cái số tiền đó, mà thôn đi gửi cho nó thì nghĩa là nó không có xài đúng, đúng đúng, cái đó rồi cái đó là cái thứ nhất bây giờ ngày hôm nay đó thôn nên sẽ hỏi cho mấy cái năm người mà mạnh thường quân đó, mà gửi cái tiền cho thằng Andy SCN đó cái tiền đó mà cộng đồng mạng mà mạnh thường quân đã gửi cho ndscn đó cái tiền đó ndscn đã làm cái gì rồi phải không đã dùng cho cái gì rồi xin trả lời cho cái năm người này đó họ muốn biết được cái tiền này ndscn đã làm cái gì rồi trong hai cái hoàn cảnh này cộng đồng mạng có thấy cái gì cái điều nào nó rõ ràng không đúng không một người là lên đây họ không phải là mạnh thường quân mấy người này không phải là mạnh thường quân mà họ muốn hỏi ra cái số tiền mà gom góp tại cộng đồng mạng mà cho tina đó Họ muốn biết được cái tiền đó nó đang ở đâu Hay là làm cái gì đó Đúng không? Đáng lẽ là họ không có Họ không phải là những người mạnh thường quân Mà gom góp tiền hay là đưa tiền cho cái người hàng Cali này Mà họ quên đây họ đòi cũng như là tiền của họ vậy đó Cái đó có hoàn cảnh thứ nhất Còn cái hoàn cảnh thứ nhì là cũng như là Tony bây giờ vậy nè một người mà chơi chung với cái đám tuổi nó Andy SCN nó mở một cái quỹ Nó gom góp tiền trong cái thời gian mà nó giúp đỡ anh Lộc á Phải không? Bây giờ nó chưa có bao giờ nói là cái tiền nó làm cái gì hết Bây giờ có năm người mạnh thường quân mà đã đưa cái 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 đưa quyền cho Thôn đi để Thôn đi hỏi thằng Andy SCN này nè. Là cái tiền mà Andy SCN mà nó gom góp trong cái thời gian đó đó. Nó đã làm cái gì rồi? Làm ơn trả lời dùm cho Thôn đi đi nha. Tại vì nếu mà Andy đã gom góp cái tiền này mà Andy không không khai ra đã làm cái gì rồi hay là đại khái bao nhiêu hay là không có làm gì hết, một đậu nó Thôn đi sẽ để cái cái số tiền đó cho cộng đồng mạng thấy nó cho nó rõ ràng một chút xíu. Tuy là nó không có bao nhiêu hết nhưng mà nó cũng có là tiền. Phải không? Bây giờ nó có 5 đồng hay là 10 đồng hay là 500 hay là 5 ngàn nữa. Mình gom góp tiền của người ta đó là mình phải lên công khai ra mình đã làm gì cái tiền đó rồi. Mà ngày hôm nay nó chưa có công khai. Phải không? Cái này là cái tiền của Mạnh Thường Quân. Phải không? hôm cũng là một người Mạnh Thường Quân. Hồi đó hôm nay đã hỏi rồi. Bây giờ hôm này hỏi dùm cho mấy người Mạnh Thường Quân này nè. Cái này muốn là đúng. Cộng đồng bạn có thấy là cái đúng không? Phải không? Cái này là Mạnh Thường Quân hỏi là NDSCN cái tiền nó đã làm cái gì rồi còn mấy người kia mà lên đây với này Andy nó hỏi tiền của thiên đã đang ở đâu rồi nó có bao giờ bỏ một đồng một cách nào trong đó không với cộng đồng mạng ở trong này thì nó còn thêm ba người nữa nhưng mà ba người này thì không nên sẽ không có bỏ cái vị xít nó trên đây nhưng mà đại khái tại vì ba người này Andy SN nó cũng biết nữa ba người này là cũng là mấy người mà hồi đó nó kêu là anh chị em của nó nữa thì mấy người này cũng có gom góp cho tiền cho nó cái thời gian mà nó nói là nó đi kia, nó đi kiếm chân lý cái gì đó trong cái thời gian mà nó nói nó giúp anh lộc đó nhưng mà ngày hôm nay nó cũng chưa công khai là cái tiền nó đã xài cái gì hết nhưng mà thôi sẽ không bỏ cái ba người đó thôi đi sẽ để cái năm người mà cái số tiền mà họ họ đã gửi cho ndscn đó hy vọng là ndscn lên đây trả lời giùm cái tiền đó, nó đã xài cái gì rồi tại vì đến ngày hôm nay nó cũng chưa công khai tố cái số tiền tổng cộng hết nó gom góp trong cái thời gian đó là bao nhiêu nó cũng không có nói cái tiền đó nó xài bao nhiêu Hy vọng là Andy SCN trả lời lại dùm cho cái năm người này Để cho nó biết rõ ràng được một chút xíu Để Tony biết được là Andy nó đã, đã xài cái gì với cái tiền này Và từ đó Tony sẽ biết là Tony sẽ phải làm cái gì tiếp tục Hy vọng là trong cái đám mà nó chơi chung với Andy SCN đó cái chị mà nó kêu là chị nuôi bây giờ chị mảnh đời khó khăn hay là cái cục gì đó đó phải không họ thích lên đây họ nói cái tiền của Thiên là nó bao nhiêu nhưng mà họ không phải là một người mạnh thường quân gì đó hết phải không Họ lên họ có thể làm cái video đòi cái người hằng Kali này về cái tiền bạc của mà mình thấy à, Đối với thôn đi mình không có một cái vấn đề gì hết mà họ có Thì bây giờ mình có một cái hoàn cảnh đó, một người em nuôi của họ thằng Andy SCN đó Nó gom góp tiền, bây giờ các mạnh thường quân Họ có cái receipt, họ đưa là họ gửi tiền cho thằng Andy SCN Họ muốn biết cái tiền đó nó đã làm cái gì rồi mà ngày hôm nay nó cũng chưa lên đây, nó chưa nói lần nào hết á. Bây giờ cộng đồng mạng có thấy được cái, cái cái hoàn cảnh của hai cái này nó khác cái gì không? Một cái á, thì họ lên họ nói đùng đùng ấy, giống như là có chuyện gì đó Bây giờ một cái là Tony đang đem lên có cái receipt của mạnh thường quân Để gửi tiền cho thằng Andy SCN này nè Bây giờ Tony lên nói cho cộng đồng mạng nghe Hy vọng là mấy người này mà lên đây mà nói đòi tiền dùm cho người ta là hay lắm Phải không? Hy vọng là họ làm một cái video, họ lên họ giải thích đi Andy SCN nên trả lời đi. cái tiền của mạnh thường quân mình gom góp trong cái thời gian mà cho anh Lộc á Cái tiền đó ở đâu? mình cho nó một chút công bằng đi phải không mình lên mình đòi một người nào đó đó mình đòi quá chừng mình đòi mà mình không biết mình không phải là một người mạnh thường quân nữa bây giờ có năm người mạnh thường quân mà đã gửi tiền cho thằng Andy SCN đó chị mảnh đời khó khăn này thích giúp người lắm phải không hay là cái cục này thích phân tích ra những điều mà đang xảy ra trên mạng đó họ có căng đảm họ lên đây họ đòi thằng Andy SCN này là cái tiền nó đã làm cái gì không hay à, cái tiền nó đã đi đâu rồi không hay là họ sẽ im luôn cộng đồng mạng thấy thôi đang nói cái gì thấy nó rõ ràng không hy vọng là họ nghe được những gì mà Tony nói đó mình sẽ nhận xét được, được cái hành động của họ nó sẽ ra sao nha Bây giờ cho Tony nói về cái câu chuyện của anh Quyền với lại mẫu hậu này nè. À, thì sáng hôm nay đó Tony coi hai cái video của mẫu hậu này. Với anh Quyền à, Thật ra mà nói trước khi mà Tony vô Nói thêm về cái vụ mẫu hậu này đó Thì nếu mà cộng đồng mạng nhìn lại Những cái video mà Tony nói về mẫu hậu này đó Cộng đồng mạng có thấy là Tony nói đúng hay nói sai vậy hả Thật ra mà nói um, Tony Trước khi mà nói về cái mẫu hậu Tony muốn nói cho anh Quyền đi phải không uh, Tony Muốn thiệt Trong lòng của Tony lúc nào cũng vậy đó muốn anh quyền có được một cái cơ hội để mà bắt đầu lại từ ban đầu lại anh đi qua bên new york á với huệ chung á hy vọng là cái này anh không quen biết được ai anh đi đến một nơi mới có thể anh anh bắt đầu lại từ ban đầu nhưng mà thôi nên cũng không biết nữa thôi anh chỉ muốn chúc anh được may mắn vậy thôi có được một cái cơ hội để anh làm lại cuộc đời của anh vì bản thân của anh vì con cái của anh hay là vì cái gì đó đó nhưng mà cũng phải riêng về bản thân của anh Chứ Tony thấy cái thời gian mà ảnh xuất hiện trên cái kinh mẫu hậu này đó Cái này là những lời lẽ mà Tony phải cần nói ra cho cộng đồng mạng biết Tony thấy um, trong cái thời gian mà ảnh xuất trên cái kinh của mẫu hậu này đó, Mẫu hậu này đã, 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 đã thật ra là hại ảnh nhiều hơn mà giúp ảnh được đó Từ cái ngày mà mẫu hậu để lên những lời lẽ mà ảnh nói đối với một người nào đã giúp ảnh hồi trước đây đó Tới cái hành động của ảnh đến ngày hôm nay đó thì thôi đi thấy mẫu Hậu này thật ra đó đã hại ảnh nhiều hơn giúp ảnh nữa đó. Chứ đối với anh Quyền thì thôi lúc nào cũng thấy tội nghiệp cho ảnh đó, một người mà Quyền gặp họ khó nó có cái nhiều cái 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 thái độ mà nó 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 khó cho mình nhận xét được lắm. Nhưng mà trong cái thời gian mà ảnh lên cái kinh của cái mẫu hậu này đó Tony thấy đa số hình như là có hai ba lần thôi là ảnh đang bình thường thôi, còn đa số cái thời gian đó đó là Tony biết ảnh đang phê. Nhưng mà cái người mẫu hậu này thôi không biết bà có biết được hay không. Nhưng mà đối với bà đó, bà vẫn để cho anh lên, anh nói những lời lẽ nào đó đó, nó không có tốt đẹp tới cái người nào mà họ giúp trước ảnh. Thì mà tại sao nó như vậy thì thôi nên cũng không biết nữa đó. Mục đích của mẫu hậu cái gì đó thì cộng đồng mạng cũng đã hiểu rồi. Chứ đối với Tony cũng như là một người mà hút sắc mình nặng như anh anh Quyền vậy đó. Cái đầu của ảnh nó đâu có bình thường rồi. Phải không? Ảnh đã có một cái cái quan hệ với một người nào đó mà đã giúp ảnh hồi trước đây. Cái kết quả nó không có tốt đẹp. Phải không? Nhưng mà mỗi lần mà Tony cũng chắc chắn là máu hậu này có nói vài điều với ảnh, với cái người mà đã giúp ảnh hồi trước. Cũng như là đâm cái đinh trong đầu của ảnh là những gì mà ảnh nghĩ trong đầu của ảnh là nó sự thật. Đó, cái đó là cái bệnh của mấy người mà đang bị hút sắt Và đối với Tony là cũng như là máu hậu lợi dụng cái người này, anh Quyền này nè. Để lên đây cũng như là để nói ra những điều gì mà nó không tốt đẹp với cái người mà ảnh đã giúp hồi trước đây. Thì Tony cũng đã nói nhiều lần lắm rồi. Cũng như cái kết quả đó ngày hôm nay cũng như là bây giờ ai cũng biết anh quyền là một người thấy mình thấy mình nhìn trên cái màn hình đó mình cũng biết rồi cái mặt của ảnh đó thôi không biết ảnh hút bao nhiêu nhưng mà thôi nên thấy là trong cái thời gian mà ảnh ở chung với mẫu hậu này đang giúp ảnh á ảnh hút rất là nhiều tại vì cái mặt của ảnh nó càng ngày mình đã nhận ra thấy nó còn gàng thôi nên không biết giải thích làm, sao đây nữa nhưng mà thôi nên nghĩ là chắc cộng đồng mạng nhìn nhìn qua cái màn hình cũng biết được nó như vậy nữa mà làm sao cái mẫu hậu này là không biết được thôi chỉ hy vọng là anh quyền anh qua bên đó anh được cái một cái bắt đầu mới mẻ lại có thể là anh sẽ thay đổi được những gì mà anh anh đang bị ở bên đây chứ đối với Tony, Tony thấy anh rất là tội nghiệp tội nghiệp không phải là vì ảnh nói những lời lẽ anh nói hay là cái gì đó 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 chỉ có cái hoàn cảnh mà anh đang bị cũng như là một người nào đó đang lợi dụng ảnh trong cái hoàn cảnh của anh. anh mở miệng ra cái người mà đang giúp ảnh mẫu hậu đó, đang nói là mở miệng giúp ảnh nhưng mà thật ra đó, Tony thấy trong cái thời gian này họ hại ảnh nhiều hơn là họ đang giúp ảnh. Tony chúc cho anh Quyền nhiều may mắn anh qua cái thời gian ảnh qua bên New York. À, đối với Tony thì Tony cũng không có gì để nói với um, cái người mà đã giúp ảnh bên Huệ chung bên đó. Tony cũng biết được cái người này cũng um, cũng muốn giúp ảnh, hy vọng là sẽ giúp ảnh được làm lại cuộc đời của ảnh nha. Còn bây giờ Tony bắt đầu nói về mẫu hậu thì ở đâu mà Tony bắt đầu mà nói về mẫu hậu đây ông bà cô chú anh chị em. À, đối với Tony thì nó quá trời nhiều đi Tony cũng đã nói quá chiều quá nhiều rồi đến khúc này nó thôi nó không phải muốn lên đây là cũng như nói um, những điều gì mà nó không có tốt đẹp với mẫu hậu chỉ có vài điều mà thôi thấy nó rõ ràng nữa là mỗi hậu lên đây mẫu hậu tự tin bản thân của mẫu hậu lắm cái người đã giúp anh quyền hồi trước đây là một năm mấy luôn mà ở trong nhà của người ta đúng không nhưng mà cái người mà giúp ảnh hồi đó đó ở trong nhà của ảnh họ quay lại cái cái hoàn cảnh của ảnh Còn cái khúc cuối cùng mà ảnh rước khi ảnh ra đi đó, là cái đó cũng như là một cái bằng chứng của cái người đó để để lên cho cộng đồng mạng họ đó, là anh quyền á ảnh đang bị cái gì đó, đó mà cái thái độ của ảnh như vậy thì từ đó tôi mới coi được nhận xét ra được đó là anh quyền ở một người đó, mình thấy nó đáng sợ lắm mà ảnh đang hỏi ảnh hút xong rồi ảnh đáng sợ lắm tôi thấy cái người hàng kali này không có làm gì sai hết đó thấy không? cái đó là lần thứ nhất mà anh quyền tới hỏi tiền mà khỏi cửa cái tiền mà cái vụ năm ngàn đối với hằng kali thôi nên thấy cái thái độ của anh đó gặp thôn thì thôi sẽ không bao giờ giúp anh quyền lại nữa mà cuối cùng lại là hằng kali đã gặp bà ảnh lần thứ nhì mà vừa giúp anh lại lần thứ nhì nữa thì trong cái lần thứ nhì này nữa ảnh vào cái nhà của hằng kali bắt đầu ảnh hút sắt lại tiếp thì đó đó thì hằng kali đuổi ảnh ra thu ảnh lại trong cái hoàn cảnh như vậy Thôn nên thấy cũng không có gì sai đó Chỉ có vài điều là Thôi nên thấy không thích đó, Là hàng Cali thích nói qua nó thích nói lại hơi nhiều trong cái video đó thôi mình có nói cái nào đúng thì nói đúng cái nào thôi nên thấy nó không đúng thì thôi nên không đúng nhưng mà thôi nên thấy Suy không có làm gì sai hết đó chỉ có là xin nói hơi nhiều như dài dòng trong cái video đó thôi thì anh quyền này anh chạy anh không có đồng ý cái hoàn cảnh ở trong nhà hàng cali thì anh đi ra còn cái vụ mà cái pro officer mà anh nói là cũng như là thằng cali dùng đó để hâm dọa Hằng Kali không có dùng gì hăm dọa ảnh hết á Tại vì ảnh ở trong nhà có người ta Phải không? Nếu mình không đồng ý mà mình làm mấy điều sai vậy đó Mà anh không chịu nghe đó Thì Hằng Kali có quyền báo cáo cho cái người Mà đang cái người pro officer của ảnh Cái đó là họ sẽ không có làm gì sai hết á cũng như là mình ở mình mình cũng như là mình mướn cái nhà này mình ở chỗ nào vậy mình làm không đúng chuyện đó, thì người ta mình không chịu nghe đó thì người ta phải báo cáo cho người khác họ biết chứ cái đó không phải là hâm dọa còn mình muốn sống ở hoài như anh sống sau đó mà anh chịu ra đi rồi đó là không phải cái chuyện của hằng nữa thì hằng báo cáo làm chi phải không mình đã quyết định mình bước ra khỏi nhà người ta rồi đó cái đó là chuyện của mình còn mình ở trong nhà của người ta đó thì mình phải phải đồng ý theo những gì đó, cái điều kiện của người ta chứ cái người mẫu hậu này mới đem lên để cho anh nói những điều không thấy nó sai quá rồi mẫu hậu nói là mẫu hậu không biết gì hết thì mẫu hậu vẫn ngày hôm nay mẫu hậu vẫn nói như vậy thì mẫu hậu lên đây mẫu hậu nói như vậy này cộng đồng mạng cũng nhớ những lời mà Tony nói không mẫu hậu nói đó, là mẫu hậu vì cái cái lòng tốt của mẫu hậu anh quyền sẽ thay đổi vì cái, cái, vì mẫu hậu á anh quyền sẽ thay đổi mà ngày hôm nay đó trong cái thời gian mà mẫu hậu giúp được anh quyền đó thôi cũng nhận xét là ngày hôm nay là mẫu hậu rất là thất vọng phải không không có được vui thở dài trong mấy cái video này chính mẫu hậu cũng không có chắc chắn mẫu hậu là phải lên đây là phải giải thích làm sao đây đối với Tony, Tony thấy trong cái thời gian mà anh Quyền không xuất hiện trên cái kênh mẫu hậu trong 4 năm ngày nay đó, rồi cái video mà máu hậu ra đây lên nói là cộng đồng mạng không có ủng hộ máu hậu đó thì thony cũng biết được là cái chuyện như thế này sẽ xảy ra rồi Cho trước đó mà máu hậu lên đây máu hậu khoe khăn nói là anh quyền sẽ đứng lại vì máu hậu vì cái lòng tốt của máu hậu đó là thony cũng biết là trong sẽ sắp tốt uh, sẽ trước sau thôi tại vì cái người mà giúp ảnh như thony đã giải thích rồi cái người mà giúp ảnh một năm trước đây mà vì con cái của ảnh mà ảnh đứng không dậy được làm sao mà vì mình mẫu hậu á mà anh sẽ đứng lại được nhưng mà mẫu hậu tự tin lắm mẫu hậu còn nói một lời mà thôi đi còn nhớ nó không có một người khán giả là nói là mẫu hậu lên đây mẫu hậu nói là cái người đó nói là mẫu hậu không bằng một ngón chân của cái người kia nữa đó mà ngày hôm nay thôi đi thấy cái hành động của mẫu hậu cái người khán giả nó nói đúng chứ đâu nói sai đâu xin lỗi nhưng mà thôi đi phải nói cái đó là như vậy đó tại vì mẫu hậu đem lên mẫu hậu nói thì kho đi nhìn lại cái hành động của hai người này mẫu hậu với là cái người hằng cao này giúp đỡ anh quyền á phải không? cái người mà giúp anh quyền hết một năm mấy nay nó biết chịu biết bao nhiêu những điều gì đó mà đúp đến đến ảnh đứng dậy để có một cuộc sống ảnh bình thường lại để dành tiền lại cho ảnh để liên lạc hai đứa con của ảnh để cho anh gặp lại cái người vợ cũ của ảnh mà ở nước khác nữa là quá nhiều đi phải không nhưng mà ảnh đứng dậy không được nữa hết và máu hậu chỉ bước lên cái sân khấu này mới có hai tuần để giúp anh quyền rồi, mà máu hậu để cho anh nói những lời lẽ mà không tốt đẹp với cái người kia mà mẫu hậu lên đây mẫu hậu cũng như là khoe khoan là vì cái lòng tốt của mẫu hậu mà anh quyền sẽ đứng lại được vậy là cái người trước đây chắc không có cái lòng tốt phải không thì ngày hôm nay thôn nên sẽ nói cho mẫu hậu nghe là những gì mà cái người khán giả đó nói là mẫu hậu không bằng một cái gót chân của người kia đó thôn thấy là họ nói đúng chứ không có nói sai nếu mà cộng đồng mạng nghĩ là Tony đi nói bậy cái gì đó thì Tony đi xin lỗi nhưng mà Tony đi thấy phải nhắc nhở lại tại vì nếu chính lời lẽ của mẫu hậu đem đây để mẫu hậu nói như vậy đó là mẫu hậu không bằng một cái góc chân của người kia thì theo cái hành động của mẫu hậu lên đây mẫu hậu nói với cái kết quả ngày hôm nay đó thôi thấy nó đâu có sai gì đâu tại vì vô đến cùng nó phải không cái người ta họ giúp quá trời nhiều đi không phải là một lần mà hai lần phải không trôi một năm luôn còn mẫu hậu lên đây mức có hai từng mẫu hậu nói là anh anh quyền sẽ nghe lời mẫu hậu phải không nếu mà không nghe lời mẫu hậu là mẫu hậu phải làm này làm kia mà trong cái thời gian mà thôi nên thấy mẫu hậu giúp trong mấy tuần nay đó ý mình mấy mấy bữa sau này là thấy là anh quyền lúc nào anh không có bình thường rồi mà Máu hậu cũng đâu có biết có biết hay không từ cái ngày mà Máu hậu chở anh ra phi trường thấy mẫu hậu ngồi trong xe mà thấy uh, uh, lo lắng lắm anh quyền là một người mà anh hút xong rồi anh cũng rất là nguy hiểm thôi cũng không biết được nhiều khi thông dùng trong cái video thấy cũng sợ cho mẫu hậu lắm thiệt ra mà nói nếu mà nói về mẫu hậu thì còn nhiều chuyện để thông nói lắm nhưng mà thôi này không muốn nói thêm nó nói nhiều chừng nào đó, thì cái nhiều người sẽ nói là nên muốn chà đạp Máu hậu thật ra là những lời lẽ của máu hậu mà lên đây máu hậu nói trong trước mấy cái video đây nó cũng đủ được cho cộng đồng mạng coi là mấy cái video đó là mình cũng nghe mình cũng biết được máu hậu có 10 ra sao rồi chỉ có một điều mà Thông nên thấy rất là buồn cho máu hậu đó cũng như là máu hậu có thể là cái Hậu, cái tâm của máu hậu muốn giúp anh quyền thiệt nhưng mà cái hành động của máu hậu lên đây mà máu hậu để cho anh quyền trong cái thời gian này mà quay lại anh quyền để cho anh quyền nói những lời lẽ này không tốt cho cộng đồng mạng thấy đó thật ra cộng mà mẫu hậu đang hại anh quyền nhiều lắm mẫu hậu có biết không chứ không phải là cái thời gian là mẫu hậu ngồi đó mẫu hậu nói là mẫu hậu giúp anh quyền rất là nhiều mà thật ra thông cái màn hình mà thông đây coi qua cái nhìn cái cảnh của anh quyền thông đây thấy tội đùm cho anh quyền lắm cộng đồng mạng cũng nhận xét là được như vậy mẫu hậu phải nhìn lại nhận xét bản thân của mình đi chứ thông đi thấy bây giờ cái giờ cái gì chuyện gì cũng như là mẫu hậu để cho anh quyền lên đây anh nói anh giải thích cũng như là cái cái quan hệ của mẫu hậu về cái duyên của mẫu hậu với anh quyền vừa nó chấm dứt tại đây đi nhưng mà cũng không phải là mẫu hậu mẫu hậu không có làm gì sai hết đó thì cái đó cái nhận xét của mẫu hậu đối với Tony thì Tony thấy cái quan hệ của hàng Kali với lại anh Quyền á cái duyên của nó nó cũng nó đến khúc nào rồi đó nó cũng hết thì thôi nó qua đi thì cũng như là mẫu hậu với lại anh Quyền bây giờ mình giúp được mình cố gắng mình giúp được anh Quyền đến khúc nào rồi đó cái duyên nó cũng đã hết thì thôi nó qua đi nhưng mà mẫu hậu cũng vẫn tiếp tục mẫu hậu nói trong đó cũng như là nói cho anh Quyền nói cũng như là không có lỗi của mã hồ không có làm gì sai đó. chỉ có là bây giờ anh quyền anh đang bị cái gì đó bây giờ anh muốn đi qua bên new york mà mình nhận xét là được nhìn cái anh quyền đó, anh hút quá trời nhiều trong mấy bữa nay mà mã hồ không để lên trên đây đó thôi nên biết được anh hút rất là nhiều mà mã hồ có cản anh được hay không đó. hay là biết hay không đó, thôi nên cũng không biết nữa mình đừng có nên uh, che những cái sai lầm của mình mình lên mình nói quá trời nhiều đi rồi ngày hôm nay cái kết quả nó ra được như vậy đó tôi thấy trong cái comment section nhiều cộng đồng mạng để rất là nhiều Hy vọng là cộng uh, cộng đồng mạng thông cảm giùm cho Mẫu Hậu một chút xíu tại vì dù sao đây nữa đó Mẫu Hậu mới có làm YouTube thôi à. Nhưng mà Tony cũng để ý được Mẫu Hậu thích mấy cái comment nào đó mà nói về xấu về cái người kia. Còn mấy người nào mà nói về Mẫu Hậu thì Mẫu Hậu không có thích gì mấy đâu. Máu Hậu phải cần nhìn lại bản thân của mình đi chứ đối với Tony là Tony chỉ muốn giúp Máu Hậu từ ban đầu mà Mẫu Hậu hình như là Máu Hậu không có thích Tony gì mấy. Thì thôi, cho nó như vậy thôi chứ Tony không muốn nói thêm nữa nói nhiều về Mẫu Hậu nó cũng không có tốt đẹp gì mấy đâu xin chào ông bà cô chú anh chị em nha